Đẹp gái chưa? Dạ. Đó, đẹp gái chưa? Thank you chị. Chị thích áo, em mặc áo này hả? Ừ, mặc gì nè, nhí nhảnh trẻ trung nè. Dạ. Rồi đeo bông toàn tan gì nữa đẹp. Bông bông của chị. Sao đẹp được rồi, của chị của ai cũng được chứ. Đẹp được rồi đó. Tươi trẻ gì đó. Dễ thương không? Ừ, quá trời đẹp luôn á. Rồi anh nhanh rồi. Ủa anh nhanh khóa xe chưa? Bỏ đi rồi. Chị. Hả? Mình chị biết chỗ mà. Ok, chị biết chỗ. Ok rồi đi. Rồi bây giờ là mấy giờ tối vậy ha? 7 giờ chưa? 6 giờ mấy. 6 giờ mấy rồi, bây giờ đi ăn. Cả nhóm đi ăn sushi nha. Đi ăn xong là về San Jose là nghỉ cỡ 11 giờ. Để ăn lần quần cũng mấy tiếng rồi ha Toàn? Cho đi cũng tiếng dưới 2 tiếng nha. À, cho ăn 2 tiếng đi. Đi người 2 tiếng ít nhất về dưới lần vòng cũng 11 giờ mới về tới dưới đó. 10 giờ. 10 giờ đó. Đẹp, 10 giờ. Hai em ngồi ăn sao? Bữa nay anh Toàn có đi tắm rồi phải không? No. No, rửa tay được thôi hả? Rửa tay, rửa mặt. Bữa nay là Toàn xuống làm cho Thủy xong nè, sửa cái sinh rửa chén nè, sửa cái máng nè, Toàn với anh Thiện mấy anh em nha. Rồi Toàn sửa xe luôn nè, Toàn đủ thứ nghề. Em trai giỏi quá trời. Em trai giỏi quá trời luôn. Toàn có biết sửa xe luôn. Ủa tới hả? Ừ, chưa mà. Rồi sửa xe luôn, châm nước rồi thay thắng rồi giờ chạy êm hơn rồi hả Toàn? Em quá trời luôn, hồi sáng chạy giống như mấy trà vậy. Giờ chạy em quá trời luôn. Thắng không có sợ. Thắng không sợ, sáng thắng hay thắng như góc nó đảo liền đó không? Anh chụp cho anh thắng chị vậy. Bụng thì ăn xong đi là ông Danh chạy xe cho vô ngủ ha. Ăn xong là chuyến về là cho ông Danh chạy xe vô ngủ sao kê. Anh Danh hả? Chạy chậm lắm. Không, ông chạy cũng nhanh. Không sao. Quá. Bữa tối về không kẹt xe ông chạy nhanh. Tại ông kẹt khi kẹt xe mà ông chạy nhanh chỉ mới sợ thôi. Giờ cái đi ăn đi. Cái earring của chị á, em lấy của chị em thấy mặt có duyên cho em. Cho em luôn á. Dạ vậy em thích thì em lấy đi rồi. Đẹp mà. Đồ giả thôi. Đồ giả thì dễ thương. Đồ giả thì dễ thương. Nhưng bữa nay đâu em mặc đồ thiệt nhiều á chị. Đúng rồi. Thích mặc đồ giả. Đồ giả. Đeo đồ giả đổi kiểu vậy đó dễ thương. Đẹp dễ thương nha. Nha. Đẹp đeo vô thấy nhí nhảnh. Thấy trẻ trung. Em chị Hằng phải đẹp, phải tươi lên chung thôi chị Hằng, cái đái đứt em luôn. phải tươi lên. Đi theo mà buồn hoài không ai cho đi theo đó. Dạ đúng rồi đó, đi theo mà buồn hoài thì chị Hằng nhức đầu nha, không cho đi theo á, đúng không? Mặt buồn nó sẽ có nhiều wrinkles, là một wrinkles. Khi nào về Việt Nam với chị Hằng cũng tắt nữa là bắt đầu em đẹp đi. Là happy luôn rồi đó ha, là hết buồn rồi đó. Về Việt Nam cũng tăng nữa là hết buồn rồi. Lúc đó là chị Hằng biết sao chị Hằng? Tan từ trên xuống dưới đổi khác hết. Đi coi biết gì khi ông kiếm trai anh? Anh tạo nó đi, anh kiếm trai. Anh
tình gì đi trai ở đây thiếu gì mắc mới đi Việt Nam kiếm trai. Bây giờ nghĩ sao tội nó có thể đi Việt Nam kiếm trai gì nó, trời ơi trai ở đây đẩy chân mắc mới gì đi Việt Nam kiếm trai đúng không? Dạ để cho ta kiếm mình kiếm ra làm gì chị hả? Ừ ồ cho đại mới đứng ba phải kiếm trai, đằng ba mới kiếm trai kìa, nó nói đằng ba mới kiếm trai kìa. Dạ đại mới mới thời đại mới chứ không phải trai kiếm đâu bà. Thì con không nói chuyện sao bên này very very good. Cái này chị hằng mệt không chị? Không, ok. Chứ chị mấy anh lấy xe thì chị ngủ. Chị không ngủ đâu. Lấy xe chị phải ngồi cạnh chứ ngủ gì. Con nghe nó cười kìa. Ông chứ lấy xe chị ngồi cạnh chứ ngủ. Nobody sleep when I'm driving. Oh, maybe you might. Thôi để cho anh Toàn ngủ đi, em nhanh lái xe được rồi. Hai giờ anh Toàn ngủ được rồi. You like flying. I like flying. Oh, you know what? When I ride a motorcycle, it's like I lay back, I just lay it out, and I'm flying. Yeah. Mm. You're gonna give somebody a heart attack. Yeah. We give a lot of people heart attacks. Ở dưới chị Hằng, ở dưới sông Xê nào, mấy em này không bao giờ buồn chị ha. Khi nào có chuyện vui á. Dạ, đúng rồi. Lá suối không vui vậy chị? Vô gia đình Hằng Cali rồi không có buồn. Something else to do. Yeah. Thì ai cũng có chuyện buồn, nhưng mà cũng có chỗ để giải trí á, biết không? Lá suối coi anh Phúc Cang. Ủa, ra đây hả? Hả chị Hằng? Lá suối coi anh Phúc Cang. Ra suối coi anh Phúc Cang hát. Thảy cho Phúc người thai cho một bọc nữa chứ. Chị? Không có thuốc người thai nè. Dạ. Xài không nữa chứ? Xài em. Chị thua anh Phúc. Không phải cầm thuốc người thai ra nè, thuốc người thai nè, đúng không? Không có thuốc người thai làm gì trời. Dường quá trời. Nhắn ơi chú xíu mình ăn sushi buffet hả chị? Cái nhà hàng đó chắc em có đi rồi sao? Nhà hàng này chị cũng đi xuống đây cũng đi hoài đi mấy lần rồi. Nó không có mắc lắm nhưng mà nó ngon, nó đồ nhiều hơn. Dạ cũng ok, nhiều đồ ăn lắm nhưng mà cái nãy anh kia anh nói là mùa Covid này mấy đồ ăn kia không có nhưng mà sushi vẫn có. Dạ. Hồi đó em ăn chắc coi 30 đồng hay sao, chứ bây giờ nó lên không? Hồi đó có 25 mà. Bây giờ sushi không, không biết nhiêu. Hồi đó 25 nó đủ thứ đồ ăn, biết không? Yeah. Còn bây giờ có sushi không thì nhiều món sushi á. Dạ chị cũng thích sushi. Em cũng ăn thích cái sushi á. Chị em có, ông anh em có thích sushi ở Rosville chị. Vậy hả? Dạ, như là than sushi á. Ở đó là năm mình chưa là, yeah. là nói gì năm mình chưa đông khách đó. Xe để ghế ra lấy cái cục này chị nghe tao. Ok. Phan biết rồi, chị biết rồi. Nhưng mà giờ xe chị. Hungry hả? Hungry rồi, ai cũng hungry hết rồi. Hungry trước để đi ăn, có chị ăn hết. Ok. Cô ra thấy nó mượn. Even if you guys know that we're not offering the ultimate things,
đi theo kìa, đi theo kìa, cô. Cô, dạ, 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 dạ. So we just order a few first and then we can... Yeah, you can just keep on ordering. I probably won't order too much and then just add to it. Okay. Because they're pretty quick on adding food. Sure. That sounds good. Take a look good. At it. So do keep in mind if you look at the combo and if there's a roll that you don't like, they do offer you to change one roll for $2 more. Okay. Sure. Thank you. So, mấy thường khi nó recommend mình á, mình order mấy cái roll này này. Mình chia với nhau á, mình cứ order một mấy ca, một hai cái rồi mình ăn đi rồi xong rồi mình có đưa ra nữa. Dạ, đúng rồi. Ăn chung với nhau là tốt nhất. Đúng rồi, chứ không phải là cứ order chung nhiều ra đi. Dạ. Nhiều quá rồi cái Let's get the dragon roll. Gái vậy đó không chị? Gái. Phải không? Tính là quá trời đẹp gái luôn. Trời đẹp gái. Ông nói quá trời đẹp trai luôn. Nãy giờ ông buồn ngủ hả? Cái cà quá rất. Nãy giờ ngủ hả? Đó, I'll get Pepsi right. Mắc đỡ chân. Ngồi lên xe ngủ, ok? Ăn xong lên xe ngủ. Ăn xong là hồi anh Danh lấy xe cho Còn với mày ngủ đi. Còn nó đừ lắm rồi, không dám để nó lái buổi tối. Chị Hoàng buổi tối lái ok hả? Người tôi chị lái gì vậy? Hai chị cũng xe xe tới hả? Ừ. Chị Cương sao xe tới để ủng hộ mà. Wow. Đi cùng chung nhóm ủng hộ Thiện với Thủy nè. Đâu biết, tưởng là ở dòng ở San Jose đi chung mình hồi sáng mà tại đi riêng xe. Cũng đi ra, cũng ở đây hả? Cũng hai chị ở đây hả? Ờ, sẵn tưởng rồi ở đây. Tưởng trong đêm vừa hết chị tới. Cũng như là khán giả ở đây. Nghe em mới tới. Wow, your sister. No, no, they're not my sister. I met them one time in San Jose at Pearl Lover. Yeah, they know Chi Hằng for a long time. They're big fans. Mm-hmm. Yeah, big fans. Mm-hmm. Now they become friends. Family, right? Yeah. And I'm sure in the future you can see them all. Chi Hằng got a lot of people that support her and care. You know? Tom did the most work today. Huh? Tom did the most yeah, work today. Yeah, I did the most work today. You got the brakes changed and the disc change. Yeah. No, this thank you for fixing my car, brother. Yeah, I know. I owe you. I know you only want to have a safe thing to drive. Yeah. 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 Nhiều việc ha. Dạ. Chị đang đưa em đi em ra dealer xử nhiều tiền. Nhận cái gì cũng làm được, cái gì cũng hoàn thành đó. Dạ. Dạ. Hôm nay là em vui rồi đó. Từ đến là toàn sửa biết bao nhiêu thứ luôn, măng sói nè, nước nè, xe nè. Có mấy tiếng đồng hồ à? Ừ, mấy tiếng đồng hồ quá xuất sắc luôn. Quá trời lớn luôn. Nè, có ai uống nước ngọt gì thêm không? Không, chị. Mình đi show là. Dạ, đây là ngọt đó. I just want tea. Chị uống tea. Chắc uống cốc đi. Cốc. Soda and beer. Mình đi show là. Tại vì bữa sau khi ăn sushi uống cốc đi. Ok, khi em uống cốc nó có Pepsi á. Uống cốc. Để cho nó ở hơi, nó dễ. Ăn sushi uống cốc đi. Uống cốc, mỗi người uống cốc. Uống cốc đi. Chị mà tiểu đường chắc là uống cốc không? So just one hot tea? For me, Coke too. For all of us, I think. Keep good Pepsi. It's Pepsi. Pepsi. Oh, Pepsi. Oh, Pepsi's fine. No 7-Up. I have 7-Up, but it's in the can. Okay, you're 7-Up. 7-Up? No, 7-Up. Coke. Pepsi? Okay. Pepsi. That is diet. Yes, I'm diet. Give me one diet Coke. So one diet and
7 regular shift? Yeah. 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 What's that? Why don't we just look right now? Yeah. What would you... Em đi chợ đi. Cứ đi, mọi người đi chợ đi. Em rảnh em đi đi. I just wanted the combo, so... Đói bụng rồi đó. Em ăn cái gì hả? Cái gì em ăn cũng được hết. Mọi người order cái gì em ăn cái đó. Chọn một cái vô đi. Chọn một cái vô đi. California. No. You just go order and then you can order the... Simon, cô nè. Oh, look at Dragon Roll right here. Yeah. A lot of combo have a lot of the popular rolls, so you might want to take a look at the combos first. Okay. Because it is such a better deal. I highly recommend those better. Especially if you're sharing. Because like two rolls is already $30 to get all the rolls. Cái nào sushi ngon còn order đi. Em có thường ăn món này không? Sushi nó ngon còn order đi tao. Hey, at the Dragon and then last in the intro. Yeah. For now, huh? And can we get extra? Yeah. Xin thêm mấy cái chén này đây. And more for us too. Đó hả? Nổi tiếng gì đâu mà nổi tiếng. Do you want any more? Thế đó, có nổi tiếng đâu. Có em mình đã xoay. Can I just leave one for you too, so you can add one. Thank you. Thank you so much. Wow, năm 20 tuổi, năm 52 tuổi. Đẹp lắm á, nó có nụ cười rạng rỡ luôn á. Nha, mỗi khi cười đẹp lắm. Em phải cười, em thấy tự tin. Không, phải cười. Cười em thấy cười, cái miệng em hô không? Đâu có, hô Diễm mới đẹp đó. Hô Duyên không có sao. Dạ, chị Linh thích hô nè. Dạ hả? Ờ, cười Diễm mới đẹp đó. Hỏi Toàn có thể cười đẹp không Toàn? Nói cho Toàn. Ồ, hồi nãy thì nói, oh, she's like cute. Oh, thank you. You didn't want to say it, but I'll say it correct. Yeah, she's đẹp kìa, so cute kìa. Thank you, thank you. Yeah. Right? Yeah. He didn't want to say it to you, but I'll say it for you. Oh, thank you. Yeah. Yeah. Shy. Tìm sao tìm hiền mắc cỡ. No, mắc cỡ. Mắc cỡ. Mắc cỡ. No, mắc cỡ gì đâu. Mắc cỡ gì đâu. Mắc bỏ nha. Đúng rồi. Nói cái mắc cỡ gì đâu. Thank you, Hồng Thiện. Tâm nghiệp. You look cute. Đấy không? Anh đang bảo thấy vui chưa? Thiện. Vui đúng không? Anh Thiện nè, hai vài bữa đó là hả? Thằng xong cũng ổn, thằng dẫn thì làm ID xong mà lấy hẹn lên rồi cái hẹn với cái răng cho đi đi liên quan khám răng luôn không? Thích khen cái răng. With your insurance? Thì khoảng vài bữa nó đi cho xong, giờ ngày mai á, tối nay về gọi cho chị kia, nó đi làm ngày mai không được thì ngày mốt vậy đó nha. Gán làm nhà bữa hai bữa nó cho khỏe đi. Cậu mua vé được không? Còn được. Không muốn đi làm này. Bia. Hả? Bia đâu mà đánh? Bia. Đánh bia. Không ai đánh bia. Muốn đánh bia hả? Bữa nào đi uống bia trong đâu lắm mà 30 năm chưa mới đâu đánh. Shorties. Shorties. Không có đây hả? Ở đây bây giờ chắc chỉ còn bây giờ ngay chỗ Alan Rock không? Alan Rock à? No. Kiểu một cà phê Blue Rock xưa. Ờ, sao là gì? Dạ. Thanh bữa nãy thấy anh. I don't know what it's about. Đánh bia xong xe. Pass it on and okay. Maybe you have regular stuff for her. She's a regular. Để muốn hả? Chị mới đầu pizza 30 năm chơi đồng pizza bowling. Lúc còn trẻ chơi overnight all the time. Oh, you want to go bowling? Yeah, bowling overnight when I was 20. Tối về ngủ đâu. Thôi đồng chí. Pass nữa đồng chí. Em chụp hình, em chụp hình vàng nguyên vàng em kỷ niệm ha. Cho em chụp mấy chị được. À, đưa đây chị chụp cho rồi xong chị gửi qua cho đẹp hơn. Ok. Tại cái máy của em nó cũ quá rồi chụp đẹp quá. Thế là phải thay máy luôn á nhà Thủy. Dạ. Em thấy thay uổng quá. Chị, em thấy thay cái bộ phone uổng. Nhưng mà em sẽ thay. Nè, nhờ chụp giùm đi, chụp giùm bàn của mình. Người bây giờ nè. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, nhìn lên nè, mấy anh chị em nhìn lên chụp hình kìa. Nhìn ra phía trước kìa. Chị, phải nghiêng ra đây. Phải nghiêng ra đây nè. 1, 2, 3. Thank you.
chút chút mà. Yep. I can pass it down. Thank you. Thank you. Where can I yep. No, thank you very much. Okay. Miso soup. Miso soup. Okay. Miso soup. Okay. 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 Oh, edamame. I want to put this away before the water gonna like. What we need? You know, like. Yeah. Some the phone. Okay. 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 Hôm nay mệt lắm đấy mệt. Đau quá. Đau quá. Vô cái nhà mệt nhá. Mình thở hơi. Hôm nay chia tay mấy anh chị rồi đó. Nha. Không chia tay gì hết trơn á. Đâu vậy trời. Cái này muốn đi xuống thì lên có tiếng nào cũng được. Làm như đi chia tay với ông từ Việt Nam. Nào cũng được mà đâu có chia tay đâu. Lỡ chị xuống đó thì chị cúp phone em luôn sao? Bấm em luôn. Nghĩ sao vậy? Không có. Không có. Nhưng mà em biết chỗ nhà chị. À biết chỗ. Cả trên hai cùng đi. Đấy. Rồi chị Hằng chạy tốn em được rồi chứ chị. Không có trốn em biết nhà chị em biết nhà chị không có trốn được. Giờ nhiều việc lắm, 2-3 giờ sáng còn làm việc không có trốn được. 12 giờ 1 giờ chị Hằng còn làm việc đó chị ơi. Nhìn thấy trên coi video là giống đồ quay phim bỏ lên vui ha, nhưng không phải vậy. Không phải vậy, nhiều việc lắm. Nó ở nhà em mới thấy mà. Bận như em đi luôn. Em nghĩ là em làm được như chị đó. Too much. Mình biết diễn cũng quay. Yeah, it's too much. Looks simple but it's not. Nhìn dễ nhưng mà nó thấy chị Hằng làm việc nó sợ. Gọi điện thoại. Rồi còn mấy con chó nữa trời. Mấy con tất cả em nó giỡn thứ việc chị ơi. Ba con chị. Ba con mà con chó bự nó xé băng. You know she gonna like. You know like chị Hằng đi về cái chị Hằng cái gì đó delete cái phone, cái gì block phone em ra là em biết nhà của chị là chạy dọn. Mình sao mình tự sao về thả cái bữa hết được some time because she's too busy. No. Mình đi lấy dĩa, ở đây nè có dĩa kìa. Tự sao về trước đi. Thôi thấy kỳ quá đừng làm cái gì. Hả? Làm đi. Chị em anh Lạc ở nhà không biết làm gì ở nhà chị. Tưởng anh làm. Không ngoài giường á, nhìn camera thấy không ngoài giường á. Nhà ở ngoài vườn. Ở ngoài vườn. Làm vườn. Trời ơi, cái bàn bi da của nó đó. Bên thì nè, giữ cho anh nè. Anh. Có ít xâm tình không thì. Here. You hungry? Yeah, thank you. Mm-hmm. Thank you. Yeah. 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 Nè, chén cái này vô rồi bỏ xương xì, cái bò sa bì vô. Cái này nước tương chấm. Anh Danh đưa giùm mình cái chén này. No, you eat it. Nước tương thôi. Anh sẽ add a moment, please. Please. Nhà kim tương. Nếu mình ăn cay nhiều quá nhiều. Cái này kim mất sạc. Ở cái cầm cổ. Ngọt. Ở ngọt nước tương ngọt. Dạ mà cho bỏ gừng vô. Quanh quà sáng. Bỏ gừng vô. Đó, rồi cái. It used to be buffet here, but no more. No more. Yep. When you know what it's buffet, you know you pay amount of money, you can eat all you want. It's a lot cheaper just ordering. But some people don't eat like that. Huh? But they have all the stuff. They have all the sushi and all the stuff. What's this? Oh no, I have a short short. No, short. Cái này chỉ cho anh chấm cái này thôi. Ngon không chị?
không? Vậy nó bảo là nghe em chắc thì mới là mẹ em. Can I have a story? Giờ cái này ăn chết miếng đỡ đói đi chứ trời. You have no fish? You don't have yours? Oh, yeah, we have never had yours. But plain one, no, no, not this one. You have this one. Okay. Anh đi ăn. Mẹ ăn trước cái chấm mẹ thử miếng này coi có bị sao. Ủa, mà không có dĩa gì thôi hả? Nó ai ăn hai dĩa hai đầu? Con có nhiều quá. Rồi, bây giờ gấp mỗi ấy một cái ra rồi cái mình chia cho đưa dĩa cho dưới gấp ha. Thôi bây giờ đây gấp đi, mọi người gấp trước đi. Dĩa gì đấy? Nha, anh ai lấy một cục xong nhá. Còn nhiều món nha, cứ ăn nha. Bây giờ cho ta gấp đi chị, cái này gấp. Rồi chị muốn dưới gấp xong đi. Gấp xong đi. Dạ. Anh Thiện gấp từ thiện đi nha. Cái mình chìm xuống dưới cho dưới gấp. The chicken, the chicken tea. Yeah, món nhậu rất là ngon. Ok, bữa nào mấy anh em mình đi tiếp lại đó. Nó rẻ lắm, ăn được ước nhiều món luôn mà. Một bằng ớt cũng nhiều lắm, chứ không có ngon á. Mà đồ ăn ngon nữa chứ. Mà đồ ăn ngon. Món cái bia gì cũng biết mà nó cho hai dây kèm. Thích ăn cơm chiên đó ngon hả? Đồ dừa dậu ngon. Cơm chiên đó ngon. Ăn sạch hết trơn. Cái gì đó hôm qua anh Thiện được chị Hằng với em Thủy ôm chặt lắm. Dạ. Đúng không? Giờ nè mọi người có cho anh Thiện một cái ôm nữa không? Cái ôm tinh thần đó. Ôm xôi. Có phôi. Có phôi. Hôm qua anh Thiện được chị Hằng với Thủy ôm chặt lắm. Yeah. Ba người luôn câu với nhau chặt lắm. Bạn nói chuyện cảm động lắm. Ngắm qua anh nói em cảm động quá trời luôn á. Don't put your subject down. You don't think you would have meet anybody like that, huh? I'm telling you, huh? Yeah. Not even think about that. Only happen one lifetime, you meet somebody like that. It doesn't happen all the time, right? Well, I wouldn't even think that you meet anybody like that. Bây giờ mỗi người qua cho anh Thiện cái ôm đi. Rồi sáng giờ gặp thôi chứ chỉ có say hi thôi, phải không? Chúc luôn. Ăn xong mới ra ngoài ôm à? Đúng rồi. Chứ phải ôm ai à? Nếu không là ăn xong có năng lượng mới ôm. Ăn xong ôm ở đây cũng được, chẳng sao hết. Thôi đứng dậy đi, làm liền luôn. Thôi em ôm trước đi, trong chuyện trước đi. Đúng rồi, thử nha. Happy that you make decision to not be the river anymore. Yeah, that hurts for you. Nãy giờ tới anh Danh đi từ hàng ghế đầu tiên đúng không? Cái lão đắc thọ cho anh Danh trước đó. Cái lão đắc thọ. Không, coi như là bây giờ hôm qua anh Danh ai á, hôm qua cái hàng ghế ở đây là làm một nhóm có rồi. Hôm nay là toàn với ba người đi. Toàn hai chị nè. Toàn hai chị rồi bây giờ. Toàn tới chị tới chị. Qua cho một nhóm rồi. Ai đâu cũng vậy rồi, ai đâu. Ờ, đàn ông chỉ gì thôi đúng không? Yeah. Ok, rồi qua đi, qua cho tiếp hết kìa. Người được cái thôi nha. Người được cái, đúng rồi. Chỉ có Thủy được hai cái rồi, không có cái rồi, không có cái rồi. Lời ơi, lời. Chỉ có Thủy được hai cái rồi. Rồi, được nha. Rồi, tới chị Hoàng đi. Ồ, mọi người thương mình nó thấy không? Ai cũng thương mình, đòi tới toàn kìa. Đó, đàn ông là chỉ vậy thôi. Give support. Rồi tới Danh nè. Thắng dạ, tay đó. Hôm qua là ba mấy anh em mình thì đi rồi. Ai cũng vui với chị hả? Ờ, đương nhiên rồi, ai cũng vui, ai cũng thương mình hết á, biết không? Phải gắng, cố gắng gì chưa? Phải nhớ những cái này là mình cố gắng lên. Khác, nói rồi á. We're waiting for you, Paul. Go to work. Don't even have to wait for it. You can find yourself a job, even though, or make your resume. No, cái job làm á, là chắc chắn có, nhưng mà tại vì chị Hằng muốn cho anh Thiện. But I'm already on her track though, you know, she wants you to get settled first, that's why. Yeah, later on, then I get another job, you know, alone. Yeah,
khi có job làm rồi thì mình sẽ gắng cố gắng thôi. Well, she wants you to settle at the place first. That's why get your head out of the river. Yeah. Mm-hmm. And then once you get settled, she can also plan you up with a job. That's what you mean. Yeah. Job. Because if you have a job, you go down to the river. What's the point? Cái job thì thôi bây giờ để tối nay tại chỉ đi làm tối chứ mới về. Mm-hmm. Anh ra hồi sáng giờ cho Hằng gọi chứ chưa có bắt cô. Nãy giờ nhắc hoài muốn đi làm chứ chị. Biết rồi, biết là ông muốn đi làm, ông không muốn ở nhà. Yeah. Tại vì ông sợ ở nhà nó buồn. Buồn rồi ông nghĩ là ông đi xin tưởng rồi. Cho nên ông có cố gắng lắm. Uh-huh. Có, chắc chắn có job đúng không? Chắc chắn có job cho nên là it's ok. But settle at your bây giờ có cái phone rồi. Mm-hmm. Cái giờ chưa đi làm nằm nhà bắn game. Uh-huh. Settle at your place first, don't worry. Bắn game. Don't worry, yeah. Just take care of you. Tại ông mê bắn game. Yeah. Đánh game là quên hết à. Giết thời gian nữa. Có game gì không? Có game gì chơi không? Có. Chơi game gì vậy? Chơi blackjack. Blackjack hả? Chơi đến này hả? Chơi blackjack. Ăn hả? Chị Thủy mà nhớ cái đầu ghẻ ghẻ, chị Thủy Thủy tên đó, tên Thủy nhờ, Thủy đầu ghẻ đó. Chị chơi cái gì mà chị có chỉ đi lấy tiền hoài vậy? Có nói chứ không biết có không, em cũng biết nữa. We have two more. Chị có gì đánh điện thoại hay là làm gì trên điện thoại chứ đi. Thắng lên cái mùa nói gì chứ. Nói rồi thắng, rồi thắng, rồi chứ còn đi, chị Thủy cũng xong rồi. Nói chắc là nói tưởng tượng hả chị? Nói tưởng tượng đâu. Còn anh chị có thể nữa. Go ahead and eat your food. Seriously, you never eat this before? I haven't eaten that before. And you don't know? First time. Really? Oh my god. Yeah, it's the most. Yeah. Go ahead. Thịt luôn. Chưa bao giờ ăn nhất lần nào chị? Chưa bao giờ đi ra lâu rồi, không có ra ngoài ăn 7 năm hay sao? It's no peace. 7 năm rồi cũng mới đi ăn được buffet hay là mới ăn được sushi đúng không? That's food? Yeah. That's food? No, we wait for more food. Yeah, wait for more food. Không biết ăn sao luôn đó chị. Hỏi cái ăn sao lột ra. Mấy tay lột ra. Chắc là đẹp. Ăn cậu thôi, ăn được. Bữa hổm cái món tay làm đẹp thiệt đẹp rồi. Bữa nay đang lùi lại. Về nhớ tối lấy xà bông, trà chanh rồi trà sạch đi ha. Tại đi làm hãng khi cái việc làm đó, bàn tay cho nó trắng trắng mấy cái móng này nha. Móng tay á. Tối về rửa sạch đi ha. Nhớ không? Guys, you doing okay here? Yeah. More soda or are you good? Good. What was that? Yeah, take it away. Okay, here, now. Yeah. Chopstick, did you guys want to get Hey, oh, it came out with the plate already. So huh? Let's order the cái sashimi. Yeah, cái sashimi á, ngon. Bà cũng thích cái đó không? Chị cũng thích cái đó. Sashimi, chị Hằng ăn gì? Cái sushi, ăn mấy cái fish hả? Tuna. We order some more fish, the raw one. I know. The what's in the hamachi? Sorry. What's in the hamachi? What's what? What's in the hamachi? Just the raw slices of hamachi fish. Yellow tail. How about mixed sashimi sauce, everything? Yeah, mixed. They give you like two pieces of each and then two pieces of taco. What? Let's do that. Chị ơi, để cho anh trả cái bill này. Tớ mới. You want the taco? That's one. Hồi nãy em đi mua đồ. That's one. Yeah. That's one. Hồi nãy mua đồ, không trả. Hồi nãy mua đồ, ông đòi trả, không cho. Ờ, dạ, cho trả hết tiền đi, không sao. Thôi, cái em la lắm á, ông mới lấy tiền bỏ vô á. Đi làm lại có tiền, ok. Cậu ba nói có, ba đã không bỏ tiền đâu. Tại vì bạn ở cho bạn chị Hằng ơi đưa ra tiền nó trả cái được chẳng tài năm bảy giờ đưa ra nghe em cái gì kẹo bắt đầu giờ cái nói bao ăn đã bữa nay đưa tiền nữa hả? Ê, hôm qua ông bao mình ăn đã luôn, bữa nay ông bao mình ăn đã luôn. Thì bạn nào mà giờ đó 220 đồng để trả này, nó kêu hỏi hôm nay cho anh trả. Còn 220 đồng. Còn nhiêu nữa? Tuần này chắc. Thôi anh giữ đi. Không giờ còn túi nhiêu. Khi nào anh lạnh lưng đó? Có tiền để dành mua nước uống không? Already have the dragon already. Còn anh?
Cookies are next pop or còn chưa lại phải không? Ok, vậy để lại đi thầy. Thì giữ cho ổng đi thầy. Ừ, giữ cho ổng đi. Chị đông á. Thảo anh lắm mà cầm mà giữ giùm đi. Có nhiều là cho tụi em ăn hết à. Mời thêm hoài luôn, bây giờ nào không đâu trả tiền em đi qua hộp đi mua đồ ấy. Mấy đồ trong nhà hồi nãy đồ sửa xe đồ ấy, đồ trả tiền em cho chị. So we have nhiều tiền nó trả cái đồ không chịu rồi. Ngon quá anh đã ha chị ha, quá anh đã luôn. Có ông bia rồi, có tiền đãi mình ăn đã luôn. Cơm chiên, anh thoải mái luôn, anh trả hết. Bún mắm, bún mắm, ừ. Ăn tối ăn trưa gì là tiền trả hết hôm qua. Cười bé bụng cái thằng dễ thương ha, nhân lăng ghê đi. Nhân lăng lắm á, Thảo anh đó. Tội. Không ai mà anh hiếp được anh Thiện, anh thấy anh tội quá à. Kệ đi, mình ăn mỏng như mình giữ tiền thì mỏng. Coi như là đừng để cho ông giữ tiền nhiều quá không suy nghĩ. Đúng rồi. Suy nghĩ tùm lum. Suy nghĩ tùm lum đó rồi lại xài cái gì nữa. Đôi khi nào anh lãnh tiền 2 tuần trước khi đi làm á, anh chạy lên đó nhẫn đi ăn nữa. Dạ. Hello anh Thiện. You know what? You should save your money for a car. Oh yeah, you need to save my money for your car and everything. Yeah, you need to save money for a car. Chứ anh kia xài kèo lại chút, yeah. Anh xài sụp. Yeah. Kind of car. Anh xài sụp á. Có nhiêu tiền xài á. Năm qua giờ mình đi ăn năm mệt nghỉ luôn. Có 1,000 anh hát đã luôn. Anh muốn xỉu luôn á. Yeah, ăn đã luôn. Nhiều lời chơi xài láng bao góp. Chơi xài láng sáng ngày sớm. Anh chóng mặt luôn. He hit the lotto, that's why. Nhưng mà anh Thiện bây giờ còn thanh niên ok, khi nào mà có vợ mà đi ra ngoài đường mà cứ gặp ai cứ đưa tụi ra vậy chắc vợ con đói mà. Không, bây giờ it's ok. Nhưng mà mai mốt từ từ ổn định lại là xài tiền tiết kiệm lại. Tiết kiệm lại, phải save money. Yeah. First thing first, transportation. You need to save your money. Anh Thiện. Don't spend all your money. Don't be like that, you know? When your paycheck, you spend a little bit and then you save a little bit. That's how you do it. All right, who's going to be his accountant? Chị Hằng. Chị Hằng. Give your piece. Nói ai làm kế toán cho anh Thiện. Em nói chị Hằng. Chị Hằng ở trên đó chị Hằng giúp được. Còn em ở dưới này đâu làm account được. Yeah. Em ở dưới đó em cũng giúp á. Tiền em cũng xin em cắt lại cho em cho xài nhiều. Chị Hằng cả là hồ sơ đó. Với cả hồ sơ of everybody. Yeah. Except mine. You don't need it. Except my account. You don't need to be watched. Yeah. Sao rồi ăn gì mà lâu dữ nha. Cái nó cho mình miếng em ăn nở cái bụng đã ra. Còn cái ngồi cái mình cảm thấy mình no rồi. Thì tới tội nghiệp lắm. Mình ngồi vậy mình cảm thấy mình tiền Thảo Anh không có thèm nữa. Mình nãy đang đói mình tiền Thảo Anh. Tiền Thảo Anh lắm á. Like I order a couple of. Chén của mình lắm chị. Chén của mình. Kích cài. Chắc đi mua cá hả? Chắc là vậy. Chắc đi mua cá không? Nó là mua cá không? Đi mua cá không? Spend a bottle như last time. Cá đó, đi Costco mua cá. Đi Walmart á. Walmart cái bên nhà, bên đường. Con cá tươi. Happy tươi thiệt không? Yeah. I'm happy. What's that all about? Clear. Huh? Clear. Clear everything up. Yeah. Mới ăn được có mấy miếng à, bây giờ cái bụng nó nở ra ngồi chờ chút xíu cho hết muốn ăn nữa rồi. No, we have finished it, so don't pay. Năm dĩa nữa. Không ăn. Năm dĩa nữa lần hả? Dĩa bự cỡ nãy hả? Don't pay, don't worry about pay. Save your money. Save. Hả? What? Đi mua cá. No, you need to save your money. Cái đang cầu cầu cho mấy làm sạch cửa. Tao nó tưởng thiệt cá, nó hay mua cá này nè. Say again? Last time, last pay for this week. Oh. Then next week. Anh nói cho anh trả lần này nữa thôi, tuần này là trả lần này nữa thôi. Tuần tới không trả. Hôm nay có tiền. Tội.
có nhiêu cho hết ăn nhiều, ăn chút xíu mắm muốn đồ chơi hết á. Thảo anh quá không muốn được đâu. Đó, già rồi. Nói phải không? Chị hả? Kiểu này có bao nhiêu tiền cứ vậy thôi sao? You want to use my phone since you don't have Wi-Fi? Me? You lost your Wi-Fi? Yeah, I lost my Wi-Fi. Name, what's your name? Yes. You lost your Wi-Fi? Yeah, because I fixed it yesterday and I don't know what happened to my Wi-Fi. It just lost. What you use the Wi-Fi for? To watch YouTube or movie or something? You use my phone? No, you need your phone. I use your phone. Huh? I use your phone. No. Because I don't know when I'm going to get back to San Jose, so... You don't have a laptop at home? No. Use my phone then. No, no. It's yours. No. But you don't have the Wi-Fi. But I'm going to get my new phone anyway. So it's okay. Can I say it? You know how you do it? You got all these, you should have Wi-Fi. What? Nó đi mua cá mà. Cá thì chỉ còn đi mua cá. Giờ mua về rồi, giờ chờ sách ra. Còn phải câu, con cá câu chưa được. Câu chưa được, con cá. Ok, wait. Okay, go ahead. I mean, I got it fixed yesterday and then I lost my Wi-Fi. I don't know why. Maybe I could bring to the phone store and ask them to reset for me or something. No? No, huh? You sure? How do I do that? You know how to do it? You can turn this one. Who do you have? Xfinity? Huh? Who do you have? Who's the provider? Xfinity? Comcast? I'm not sure because my daughter came for it. If you have Xfinity, you get you have free Wi-Fi. I lost my Wi-Fi. Because yesterday I went to get a phone fix and then I lost my password. No password, but I lost the what? The access. Yeah, I don't know what happened. It doesn't work. The name of it? No, no Wi-Fi. I know. Let's see if he can figure it out. Okay. I'll try. Video hả? Của chị Hằng nó nhập tâm lắm. Yeah. Coi cái nào nổi luôn. Yeah. Big fan hả? Nhiều người thích coi anh Thủy. Thích coi anh Thủy nữa. Yeah. No, a lot of people like chị Hằng's video as well. Yeah. Yêu thích chị Hằng. Yeah. Yêu thích chị Hằng nên yêu thích những nhân vật chị Hằng làm video. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình đang yêu thích Dạ. Thì như thế là đang được yêu thích nhất. Dạ. Kêu chị. Bây giờ ai cũng muốn đợi coi anh Thiện đi có lên bờ không á. Vô khá bang nữa ha. Vô khá bang. Tối là giờ coi chị. Tối nay có chị. Ai cũng muốn đợi coi hết.
We're very popular now. Bây giờ anh thiên đại đài của anh chị Hằng nổi tiếng hơn nữa. Mấy bạn của mấy bài chị của em mà lâu không có gọi á, cứ hỏi là cái video em ra mấy người khóc nhiều á. Yeah. And they say that they can't wait to see the next one. Mấy người quen em lâu lắm là đồng cảm với em. Dạ. Thương họ hiểu được. Dạ. Rồi cũng thích coi anh Thiện, giờ này đợi anh Thiện ra để người ta coi. Còn đi. Còn đi hỏi coi có cần củ sắc cá không? Vậy chưa? Hỏi có cần củ hái cái cá ra sắp đĩa không? Còn sẽ phụ giúp. Nó ngồi là nó ngồi. So you can fix it. This is mine. No, because you need a phone, you know? I don't know when I'm going to San Jose. I got crazy, and then you know, I punch up my TV last time, it cost me $1,000. So what do you do if you have, you do that now? You go outside? Huh? Now you go outside? Outside? For what? If you feel that like that way, you go outside smoke? With your lamp? Yeah, she said I can use her TV. But I told her last time at my house I bought a TV for $1,000 and I was watching football and I punched TV. Oh, okay. And it broke, so I don't want to watch TV. It's a bad habit. You do that all the time or sometimes? Kind of. You don't want to do that anymore? Yeah. I don't want to watch TV anymore. Okay. Why are you pumping your face? Or are you dipping here by your face? Your face over there. I'm in California. Your fan is 49 San Francisco. But that's before though. Hồi đấy là hồi trước đó vì anh Thiện đâu có làm gì nữa. You don't do that anymore, right? Oh yeah, cá già, cá trời. Maybe because Pelikwa, maybe Pelikwa down there, you know, looks like the quarterback. Did you know how many tacos those orders have? Maybe he looked like quarterback. Two orders right here. And then I got your Fuji right here. And then this, I think it was samurai, right? Yeah, samurai, right? Giống mình nãy quá vậy. Chứ xanh phút vào here sợ mình đây. Cái gắp cái gì cũng mình chiền người gắp biết. Okay. Now we can for now. We can take this so we have my room. Nè gắp trước đó. Hả? Gắp xong rồi mới chiền thấy. Em đi điện gắp trước đi. Dạ. Đủ đủ. Cái sống mà. Không ăn sống hả? Ăn sống không ăn hả? Dám ăn. It's good. Ok, vậy cho ông ăn cơm này đi. Dám ăn à? Lấy về. Đâu có sống đâu, cá này người ta làm chín rồi. Chị ăn. Cá này làm chín rồi, ăn đi. Đâu có tành đâu. Dạ. Hồi nãy ăn rồi đúng không? Dạ. Hồi nãy có ăn không? Đủ cơm chết đâu. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Đủ cơm chết đâu. Ông nói gì ạ? Nói gì ạ? Nói vụ hồi nãy mấy cái kia cũng có sống á. Có sống hả? Đủ cái nó dính ra đây thấy hơi ghê ghê. Ủa thiệt hả? Chưa ăn quen mà. Nếu em cần giúp gì chị Hằng giúp em. Không biết là cái gì nhưng mà tương lai em cái đó là em yên tâm. Rồi xong rồi em buồn thì em có mấy anh trong nhóm. Chị cũng ok, better than 2 weeks ago, better than before I call chị Hằng. Before em cứ lòng quanh cứ biết đi làm vô gym rồi đi về nhà không dám đi gặp ai hết. Bây giờ em với cả làng ai không biết rồi còn gì sợ nữa. Đúng rồi, sợ gì. Về em có máy chạy bộ á, sáng giờ này tối ngoài chạy thời điểm vừa nghe nhạc chạy bộ cho nó mệt đi ngủ. Mà dưới sắc tô này thí dụ mấy chị em có thí dụ có anh này cũng ok. Anh này cũng chị em được từ anh bình tĩnh. Gọi anh đi. Anh Thắng chị em. Anh Thắng có thể chị em được thì anh bình tĩnh. Em khùng rồi gặp người lung tung á xong chết luôn á. Yeah, đúng rồi đó. Tại vì á, thiệt chứ. Giống như là khi nó nói anh biết nhận xét được câu gì anh góp ý. Còn cái người mà lung tung chứ không biết cứ sọt vô thêm mới làm cho nó gói thêm trong đầu. Giống như anh Thiền nè ha. Ừ. Lúc anh tình cảm anh dễ thương. Em thích lắm. Mà lúc mà khi lúc anh đang nói cái anh nói tùm lum tà la rồi em rối luôn. Em nản á. Vậy đó, anh Thiền là vậy á. Nhưng mà anh Thiện mà đừng có cái đừng có gì là em cũng thương anh Thiện được, anh Thiện tốt lắm á. Giống như bây giờ á, em bây giờ đang kêu nó phải là cái thời gian
phải sống theo cái đó. Ok, tôi nghĩ là thời gian để anh thiện thiếu số nổi. Lúc đó em cũng có thời gian để mà em theo dõi. Nếu mà cái thời gian hai bên đều phát triển tốt thì em vẫn có thể quen thiện. Người ta bị gì, người ta đi sai đường, nhưng bây giờ người ta kiếm được một cái đường đúng, người ta lên thì mình có bỏ được. Mặc dù nó đang bình thường đó, người ta nói là đánh người bỏ đi chứ đâu ai đánh người chạy lại đâu. Nhưng mà thí dụ anh giống em, giống như em tên tình cảm với anh Thiện đi, ví dụ đi. Ở đúng em suy nghĩ là anh Thiện có cái mai của anh có lâu dài không, hay là bây giờ thôi? Em đâu có thể quên một người nào mà giống là tạm thời được, em không có thể được. Anh hiểu không? Rồi tương lai rồi phí thời gian của em, rồi bị mang tai mang tiếng, rồi anh hiểu không? Gia đình của em, rồi everything, you know, anh hiểu không? Em phải sure là anh Thiện có quen em thật sự không? Anh hết bệnh không? Hay là cái tính tình anh sao bây giờ, not for sure, tại vì lúc này lúc kia. Rồi thôi giờ ăn đi, đúng không? Ba ông chỉ anh Thiện nha. Rồi em phải cần thêm một support beside anh Thiện. I have I need some support from other people. Nhưng anh chống anh thắng gì này, cái đầu anh ổn gì đó. Coi như ngày anh vậy, nhưng mà mình theo on cho nó. Coi như ngày anh cứ tối em buồn á. Yeah. Anh chỉ như làm việc với anh. Được, được. Nhưng mà anh có khùng điên lên cái đầu anh không? Không, điên. Thôi không có, hồi trưa giờ nó hỏi em làm sao. Nó chị Hằng á, buổi tối là em biết chị Hằng busy rồi, không có nói điện thoại được. Bây giờ đó, tao sẽ hỏi anh Thắng cho mày nói chuyện với tao rồi. Nói nãy nó Thắng rồi, em về em gái chịu đựng, không nghe điện thoại với tôi. Không biết có sao giờ. Gái chịu đựng. Nhưng mà em không phải, nhưng mà em cũng biết điều, như chị hiểu không? Nhưng mà khi nào em quấn quá thôi. Nhưng mà khi lúc mà em ok, em không có phải gọi người ta. Cho nên anh Thiện phải nói chuyện tên em biết điều lắm, em biết chuyện lắm. Nhưng mà đôi lúc mà em chỉ quấn là quá, nó khóc. I need it, I do it, like crazy like that. You know? But if I can help Châu, em để cho anh ta yên. Nói chuyện thôi như thế ha. Dạ. Nãy giờ chứ anh Hiểm vô tấn công người ta hoài cho nó chết à. Anh trốn em luôn ạ. Đúng không anh? Cái lúc mà mình bình tĩnh lên đi bộ chạy bộ nghe nhạc cho nó mệt thì ngủ ngon. Tại vì á, chị Hằng biết sao, đôi lúc đó chị biết sao, mấy người nói tại sao em cứ nhắc ông ngoài rồi em cứ nói đi nói lại, nhưng mà nếu mà em muốn có cái bệnh đó em chạy tới chị Hằng làm gì? Nếu mà dễ hay là em figure out được á, anh không biết, nó cứ khuyên hơn. Thấy chịu chỉ chứ giờ bệnh mà chị hoài chịu hết, bác sĩ bó tay luôn. Lo ai vô cho máy. Giờ đi xuống bác sĩ mà bác sĩ nói không nghe, sao chị đây? Nghe chứ. Tất nhiên là em nghe chị Hằng. Tất nhiên là sẽ có cái thời gian em sẽ từ từ em gạt nó ra. Em tới nhà chị Hằng là em học được cái gì không, là for sure với cái đầu em nó thoáng không? I don't care. Miễn sao mình vui. Mình đừng có làm gì mà tội lỗi mà được giết người, làm gì hại. Mình không làm hại ai. Còn cái gì mình làm á, đôi khi đâu phải là mình là thành thánh đâu, mình cái gì làm có đúng không chị? So I don't care. Có một cái là em thoáng ra được một cái. Thứ hai nữa là em cả làng ai cũng biết rồi, em đi ra ngoài I don't care. Có hai cái bây giờ em ok, còn chồng em thì từ từ. Em xã em quay nóng thì từ từ. No, but now everyone know that you're with Hằng Kali, so they gonna support you. Em không phải là tối ngày cứ để cho người ta để ý tới mình, lo cho mình như nó. Em đâu, em không thích như vậy đâu. I don't want people lo to worry about me. Nói gì vậy? Ăn đi nói nhiều quá. Ăn đi cái mày không còn nữa rồi. Lo cái hộp sổ. Để tôi lo cái hộp sổ. Thấy chưa? Lo cái hộp sổ. Lấy số điện thoại toàn đi. Còn anh là tại này nói tiếng Việt Nam. Không người nhiều khi Mỹ nói tiếng Anh với toàn nó đi làm. Đi làm. Mình ngồi không. I get up at 2 giờ sáng. Ok, 2 giờ sáng. And then I stay up until 4 giờ sáng. Xin số điện thoại toàn đi. Nói chuyện toàn. Phải rồi. Đũa sao mai nói bụng ồ tại sao ăn dĩa thịt vậy, sao mà no giờ ăn cái gì ồ quá trời nói rồi đó em nói rồi nhưng mà khi nào em kẹt lắm thì em mới gọi cho anh. Ok, ổ bánh mì nữa hả? Ừ, ổ bánh mì á, để cho anh ngủ này kia chứ. Ở nhà với ăn một buồn buồn gọi cho anh ha, ở trên xe ăn một ngọ nữa hả? Chú ý là phải không? Không, nhờ quá cả hai mặt, nhưng mà sẽ đem đi rồi, sổ ăn nhưng mà không nhìn xuống kia. I'm free all the time. Mà đang giờ làm trong hãng thì không được. Được mà, tại vì làm được nhưng mà nói chuyện làm hứa đồ cũng được. Oh yeah, sorry. À. Yeah. Medical nó quan trọng. Khi nào buổi tối thôi. Buổi tối về á, bước về nhà. Dạ. Bước về nói chuyện chút rồi ngủ thì được. If you want to think it's real, it's real. You want to think it's real. I don't do medical. I watch them do the medical. Em chỉ làm cho nó make sure that everything is up to date. Bỏ vô hồ sơ, document everything. You see, that's what I do.
I'm not the assembly line. You want some more sushi? Ăn ăn đi, ăn hết đi. No. No, ăn thêm miếng nữa thôi. Ăn để đó uống. Lỡ mà no thì chắc hết hả? Còn món nào nữa không? Mấy giờ? Mấy em mới hai dĩa nữa. How many more plates do we have? Or is it everything out already? Yes. You only two rolls and then two of your orders of sushi. Okay. Yeah. Coi như tổng cộng mới 4 dĩa thôi. Còn nữa không? Order thêm gì? No. Anh không tìm mau no lắm. I am full. Cái bữa mà nó lấy anh rồi nó mại cũng xong. Oh, that's why he's smiling right there on YouTube. I'll watch that. Mày học tròn á. Oh, mày học tròn. Nãy giờ lấy chiếc cửa mày học tròn. Anh không lo cái học tròn. Hey, I got something to polish it, make it like học tròn đó. I got a polisher. Like what? It's like a sandpaper. Thôi bây giờ mình đặt cái danh là Thiện Ngọc Toàn đi. Thiện Ngọc Toàn. Mài nhá. Come on, like bling. It's like a fine ass sandpaper. Like, đúng rồi. 5,000 grit. Thiện Ngọc Toàn. Just in it lang luôn á. Oh, one of those for fingernails, right? Huh? One of those for fingernails, right? No, not. Chưa bao giờ. It's like a. I used to get them for my sisters because they were in the mall. Yeah. You just file it. Yeah. And your fingernails are shiny. Yeah. It's a bumper. Yeah, that's like $20 set. Yeah. I get that work. It's a black. Yeah. You want it? Get me one. Okay. I got you. Can you cũng được. Có cần dùng cái đũa? You just my with the sample. Bóng luôn. Lấy cái đũa và cái bóp. Đánh cái bóp đỏ đỏ. Yeah. I have that. That's why. Really? Cái bóp đỏ đỏ rồi. 5,000 grit. Buffer. That's a lot. Huh? Yeah, so he'll polish that real quick though. Let me get shiny real quick. Cái bắp đỏ nào? Cái bắp đỏ đỏ hồi chưa nào? Bên mình sát cánh. Còn 20 đồng ở trong luôn. Lấy ra. Đây là thì bố không? Cái này bố gái mà. Cho thị. Cho em hả? Không phải cho chị Hằng. Mới hỏi chị muốn không thì kêu cho thị. Anh giữ bỏ thuốc xoan của anh. Ôi, cái đồ màu hồng mà. Nhưng mà xin em để thuốc xoan của với sao đó. No, it's for you. Không có rồi. Bỏ thuốc xoan em cho anh. Mua cho anh. Thôi mà lấy đi, em thủy cất đi để ta giữ khỏi mẹ ấy nữa. Cho quên đi cái chuyện đó. Em thấy em hút hả Thủy? Dạ. Em hút hay lượm được cái bóp nào là bóp mà còn nguyên tem nguyên mạc luôn á. Mà tẩy nó vô. Mà sắp đưa cho Hằng hết. Hoặc là Hằng xuống là đi vô lục nè, bữa nay có này cho em nè. Phải có gì? Cái lục ra cái bóp, cái túi sách. Thì vô á. Thì lượm nó đâu có miếng nhưng mà còn nguyên tem luôn á chị. Vậy đó, cười lắm. Khách mời mình, chị Hằng đi. Ủa, nào mình còn món nào không mà cho chắc miệng rồi. Không. Hết rồi hả? Okay. Từ về chị chơi đi. Đó rồi. Ở đây chơi đi. Em bắt đầu cầm lại đó. Chút thêm cái 5 phút nữa đi. Nếu kia không? Chút cái 5 phút nữa đi. Mình sớm mà. Bữa nay kể cái gì? Con Thủy tối ngủ được không? Tối về mệt quá, ngủ được chút xíu vậy đó. Ngủ được chút xíu mà khóc. Lúc chị đang làm việc á. Chị đang làm việc cái ngủ khóc. Khóc quá trời khóc luôn. Chị giật mình trời. Cái gì vậy? Phải ôm nó cứ nhắc lại. Xong nó tỉnh. Khóc cái gì phải không? Còn nó hỏi khóc cái gì? Coi cái tay áo chật đến nỗi mà nó kéo không được là sao gì nè trời. Em khóc lâu không chị? Khóc là xong mới chị mới ôm em lại chị hỏi cái gì vậy đó là lúc đó em mới tỉnh lại. Tối nào cũng vậy trơn á. Nó khóc nó nói thấy chồng đó và kêu anh ơi đừng bỏ em cứ ám ảnh hay nhiêu đó là anh ơi đừng bỏ em anh ơi về với em tối nào cũng nhiêu đó chứ mà chị nào mà chị ngủ với nó không gà chị mới biết nè. Nhưng mà một tuần em cỡ hai lần được khi còn có anh ơi về với em anh ơi đừng bỏ em quỳ dưới gối á quỳ dưới nằm mơ thấy quỳ dưới chân á anh ơi đừng bỏ em anh ơi về với em đêm nào cũng về hôm cũng lên làm mới nó mệt đi cả ngày và mệt nó vừa nằm ngủ một chút thì tại chị Hằng làm việc khuya nó vừa ngủ nha mình nghe nó cái ngủ mê đó nghe xong bắt đầu khóc rồi khóc sụp chứ bị ma giúp mình đêm nào cũng vậy chứ đêm nào cũng vậy luôn á cái này sao vậy trời mà tới khuyên chị Hằng ngủ rồi thì chị Hằng không nghe không biết có khóc nữa không biết vậy lúc chị Hằng ngủ rồi thì có khóc nữa không
Nhưng mà lúc mà chị Hằng nó mở nhạc để ngủ nghe là lúc đó thì ngủ hay thật? Thật cả đêm đến sáng luôn. Thiệt luôn hả? Dạ. Vậy là đầu hôm ngủ được có chút rồi nằm vậy cả đêm hả? Dạ, lúc mà em khóc á, chắc mình dậy khóc là cần đến em thì phải ngủ sẵn từ đến sáng. Trời đất ơi, vậy gần sao chịu đời nổi. Em biết chị em không được quay qua ôm chị đồ á, thì em phải để cho chị ngủ á. À. Rồi em làm điên chứ em ngủ vậy, em sợ chị dậy. Trời ơi, tại vì lúc chị ngủ là 2 giờ rồi, chị làm việc xong hết 2 giờ chị mới ngủ. Là lúc đó chị ngủ là em cũng không ngủ. Chắc em ngủ dừng cờ lạ chị. Vậy hả? Là nhiều chuyện busy quá, cái đầu suy nghĩ nhiều quá. Trời ơi, nếu không ngủ hoài vậy sao được. Nhưng từ từ em về nhà. Vậy đó. Wow. Hồi tối em đang ngủ mơ, em nói cái gì với ổng mà em giống em buồn cái gì, em muốn nói chuyện với em than ông cái gì, em khóc. Ừ thì đó. Hồi tối em không có kêu ông về. Khóc la lớn lắm. Chạy thẳng tốt với đường Ken luôn hai tuần. Mà chị Hằng biết sao không? Mắc cỡ chị Hằng hả? Nói liền, nói liền, mắc cỡ. Mắc cỡ gì?